về nội dung các anh chị có thể đi qua trong cái việc trong cái môi trường chính trị thì người ta sẽ phân lập được hai cái yếu tố là chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân. Người ta nêu luôn những cái đặc trưng cốt lõi trong cái xã hội dân chủ và quốc gia cực quyền. Thế thì chúng ta tự hỏi nếu nhà chúng ta là nhà quản trị thì những cái yếu tố về chủ nghĩa tập thể hay chủ nghĩa cá nhân hay là một cái xã hội về dân chủ và quốc gia cực quyền đó có ảnh hưởng, có tác động trực tiếp hay gián tiếp tới cái chiến lược hay kế hoạch kinh doanh của mình hay không? Nó là có như thế nào thì chúng ta sẽ giải quyết. Về lý thuyết thì các anh chị sẽ đi qua cái vấn đề chính trị là gì hay là hệ thống pháp luật là gì. Thì trong cái hệ thống chính trị người ta nói cho chúng ta biết đó là phản ánh một cái ý thức hệ chính trị của chính phủ một quốc gia. Giống như Việt Nam chẳng hạn, chúng ta xác định cái hệ thống chính trị là chúng ta đi theo cái con đường của các Mác. Chúng ta vạch ra những cái lề lối và nhiều cái thứ khác, và cái sự ổn định hay là những cái mức độ can thiệp của chính phủ trong cái những ngành nghề khác. Dẫu dĩ nhiên khi các anh chị nhìn vào nền kinh tế thị trường, đi dần vào nền kinh tế thị trường ở tư bản chủ nghĩa nó có cái định hướng khác, và ở xã hội chủ nghĩa chúng ta có những cái định hướng khác. Vì sao? Vì cái hàng loạt tất cả những cái yếu tố trong cái xã hội chủ nghĩa nó dường như hoàn toàn khác với tư bản chủ nghĩa, mà đôi khi các anh chị tham quan những cái mô hình kinh doanh ở đất nước bạn mà chúng ta không thể ứng phó vào quốc gia mình. Đó là cái lý do đó. Và cái chủ nghĩa tập thể hay chủ nghĩa cá nhân, các anh chị nhìn vào Nokia, một tập đoàn đa quốc gia, để xác định được vì sao mà Nokia quyết định đưa cái bộ phận hoặc là Swan Optical, là cái mắt kính Swan mà các anh chị lúc mà học toàn cầu hóa sản xuất các anh chị nhìn thấy, vì sao mà họ đưa bộ phận thiết kế của họ lúc nào và bao giờ cũng đặt tại ở Phần Lan hay là ở châu Âu. Họ không bao giờ dám đưa cái bộ phận thiết kế đó đi qua những cái quốc gia châu Á, ở những cái nơi mà chủ nghĩa tập thể là cốt lõi. Vì làm sao? Ở những khu vực châu Âu hay là những quốc gia tiên tiến họ đề cao cái tôi cá nhân, và cái sự khác biệt giữa chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân là gì? Thì các anh chị sẽ nhìn thấy họ triển khai cái chiến lược quản trị nhân sự cũng giống như xây dựng một cái chính sách tiền lương hết sức khác biệt. Lý thuyết thì sẽ giúp các anh chị giải quyết sự khác biệt giữa dân chủ và quốc gia cực quyền là có gì? Một vài giống như là có nhiệm kỳ trong bầu cử hay không, và bầu cử công khai hay không, hệ thống pháp luật thì ra làm sao. Chúng ta đi qua cái vấn đề này. Phần thứ ba trong cái môi trường chính trị đó là các rủi ro chính trị trong kinh doanh quốc tế. Những điểm chính yếu trong cái rủi ro chính trị đó là chúng ta xem cái có chiến tranh hay không, có bất hòa giữa các đảng phái hay không, cái vấn đề về biểu tình đình công thì như thế nào. Không nào, hàng loạt đó tất cả đó là những cái điểm yếu trong cái môi trường chính trị mà chúng ta đặc biệt quan tâm. Tôi đi qua cái môi trường pháp luật. Những cái môi trường pháp luật á thì cơ bản á ở đây chỉ dừng lại là khái quát một cái số điều luật cốt lõi mà doanh nghiệp khi tham gia cái đấu trường quốc tế thường cái mức độ thường xuyên bị vướng nhiều hơn, đó là quyền sở hữu tài sản. Thứ hai đó là quyền sở hữu trí tuệ, và thứ ba là luật hợp đồng. Dẫu dĩ nhiên thì trước khi tham gia vào một cái đất nước bạn thì hàng loạt các điều luật chúng ta cần quan tâm, đó là luật môi trường, là luật kinh doanh, là luật đầu tư. Nhưng ba cái vấn đề này là cốt lõi. Trước khi chúng ta đi qua cái vấn đề về môi trường kinh tế giữa chính trị và pháp luật thì các anh chị sẽ nhìn thấy có một cái điểm mấu chốt, đó là sự can thiệp của chính phủ trong hai dòng. Sự can thiệp của chính phủ trên cái quan điểm chính trị hay là quan điểm về kinh tế, sự can thiệp của chính phủ trên hai cái lập luận là chính trị và kinh tế. Trong cái lập luận chính trị có ba cái yếu tố mà chúng ta xác định sự hậu thuẫn đó chính là dựa vào cái quan điểm chính trị, đó là an ninh quốc gia, là lương thực, là về an ninh, về lương thực, về quân sự. Đó là ba cái điểm, và giải quyết công ăn việc làm cho cư dân của họ. Và giải quyết công ăn việc làm riêng về lập luận kinh tế, giải quyết công ăn việc làm các anh chị không xếp vào lập luận kinh tế được nhé, đó là nằm trong cái chính trị đó. Để một xíu nữa đây các anh chị sẽ cùng nhau phân tích về một cái tình huống của sự hậu thuẫn chính phủ giữa Việt Nam và Mỹ trong cái ngành công nghiệp xe hơi, thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn việc này. Trong khi cái lập luận của kinh tế nói về cái sự can thiệp của chính phủ, đó là khi sự hậu thuẫn của chính phủ
vào một cái ngành công nghiệp non trẻ, vào một ngành công nghiệp non trẻ và quay trở lại với ngành công nghiệp xe hơi giữa Việt Nam và Mỹ, giống như là cái cuộc khủng hoảng tài chính vừa rồi đã xảy ra thì Obama đã cứu nguy ngay cái ngành công nghiệp xe hơi. Vì làm sao? Họ đưa ra là giải quyết công ăn việc làm của 44.000 lao động của họ. Tuy nhiên quay trở lại với ngành công nghiệp xe hơi của Việt Nam vào cũng cuối ngày 2007 thì chúng ta đưa cái mã thuế là thuế bằng không. Nhưng mà sau đó chúng ta điều chỉnh ngay, vì làm sao? Các doanh nghiệp trong cái ngành công nghiệp xe hơi họ lên tiếng vì họ không cạnh tranh nổi với một cái số ngành công những doanh nghiệp tập đoàn đa quốc gia đến từ các nước bạn, có nghĩa là giết chết những cái doanh nghiệp của chúng ta, buộc lòng sự can thiệp của chính phủ nhảy vào và điều chỉnh cái thuế quan. Đó là hai cái điều này để các anh chị khi nhìn vào những cái sự biến động của kinh tế, hoặc là các anh chị đang đang hoạt động trong cái lĩnh trong cái ngành nào đó, thì các anh chị nhận thức hoặc đón đầu được sự rục rịch của chính phủ trong cái việc hậu thuẫn đó để các anh chị xây dựng những chính sách giá nó hợp lý hơn.